Quy Bi thời hạn nhận ngày áo polo thời thượng trong mỗi thùng cùng cơ hội trúng 500 triệu tiền mặt. Xin kính chào tất cả các sát, tôi là Hồ Phúc Nguyên. Tôi tên là Hồ Võ Tấn Vương. Và đây là cái món quà mà chúng tôi muốn tặng quà sát ạ. Thưa các sát, chúng tôi nghĩ các sát cũng biết về ngành nông nghiệp Việt Nam là từ bao lâu nay người nông dân vốn lo sợ sâu bệnh mất mùa nên đã hình thành thói quen sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Tuy nhiên, tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học dẫn tới tình trạng ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người tiêu dùng và đồng thời dẫn tới chất lượng nông sản đi xuống và dẫn tới những thiệt hại to lớn về kinh tế. Tiêu biểu như trong năm 2023, Nhật Bản đã tiến hành trả về Việt Nam 2 lô sầu riêng và ớt. Trong khi Hàn Quốc cũng tiến hành tiêu hủy và ngưng nhập khẩu ớt Việt Nam do có lượng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt quá 10 lần ngưỡng cho phép. Với gần 30 năm trong ngành nông nghiệp, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, tôi đã chứng kiến rất nhiều nông dân của chúng ta khi trồng tiêu mà bị nhiễm cái bệnh chết nhanh, chết chậm hay là bệnh xì mù của cái cây sầu riêng. Thì sau một thời gian, cho dù họ dùng bất cứ cái thuốc hóa học nào hay là bất cứ thuốc sinh học nào, thì cái vườn cây vẫn chết và mất trắng. Hiểu được cái nỗi đau đó, từ 2012 chúng tôi đã liên kết với các trung tâm nghiên cứu các viện trong và ngoài nước để tìm một cái giải pháp sinh học an toàn cho cây trồng cũng như nền nông nghiệp của chúng ta. Vào tháng 10/2020, tôi đã bảo vệ cái đề tài cấp nhà nước với Quỹ Đổi mới sáng tạo quốc gia và Bộ Khoa học Công nghệ là cái đề tài sản xuất các chế phẩm sinh học Bacte phòng trừ tuyến trùng và các nấm bệnh cho cây trồng. Bacte ra đời nó giải quyết được hai cái nỗi đau của thuốc hóa học và thuốc sinh học. Thứ nhất, đây là một cái sản phẩm đầu tiên trên thị trường vừa phòng trừ được sâu và vừa phòng trừ được bệnh. Cái thứ hai, hiệu lực nhanh và mạnh. Sản phẩm của chúng tôi là diệt 98% tuyến trùng sau 90 phút sử dụng và diệt tới 82-87% nấm bệnh rễ đất sau 3 giờ sử dụng. Và đặc biệt hơn, chi phí sử dụng, người ta hay nói rằng thuốc sinh học cao thì sản phẩm chúng tôi chỉ bằng 30-40% so với thuốc hóa học trên thị trường. Từ khi ra mắt sản phẩm đến nay, chúng tôi đã thu được một số kết quả nhất định. Chúng tôi đã mở được 8 nhà phân phối trải dài trên khắp Việt Nam. Doanh thu thuần trong 3 tháng cuối năm 2023 đạt 3,1 tỷ và dự kiến doanh thu thuần của năm 2024 sẽ đạt được 6 tỷ với mức lợi nhuận EBIT là 29%. Ngoài ra, sản phẩm của chúng tôi cũng đã có mặt tại Thái Lan, Úc, Hàn Quốc và Mã Lai, và đặc biệt chúng tôi cũng đang tiến hành xúc tiến để đưa sản phẩm này vào thị trường Mỹ thông qua một đối tác lớn, với lợi thế là luật liên bang của Mỹ hiện nay đang cho phép sản phẩm chúng tôi nằm trong diện được miễn trừ đăng ký lưu hành. Và kế hoạch kinh doanh trong 2025 là chúng tôi dự kiến đạt doanh thu thuần là 25 tỷ và 2026 là 45 tỷ và mục tiêu tới 2029 doanh thu thuần là 250 tỷ. Với EBIT là 38%, tương đương với 95 tỷ. Hôm nay chúng tôi tới đây với lời kêu gọi đầu tư 10 tỷ đồng cho 8% cổ phần. Sao thế? Cho tôi xem sản phẩm được không? Đang có mấy SKU rồi? Hiện nay là chúng tôi có 24 SKU. Chúng tôi đang tập trung cho cái dòng sầu riêng là bản cao nhất ạ. Dạ, đây là cái thuốc sinh học ạ. Có độc hại cho người không? Không có độc hại ạ. Về tính độc hại thì chúng tôi đã làm một cái thí nghiệm với Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm thì đánh giá cái độ độc L50, khả năng kích ứng da khi chúng ta phun dính thuốc có bị kích ứng da hay không. Chúng tôi đã có cái báo cáo của Viện Vệ sinh An toàn Thực phẩm ạ. Liều lượng như nào anh? Chai mà các sáng đang cầm đó là pha 200 lít nước. Có sản phẩm thì pha 800 lít nước tùy theo cái độ nồng lạc. Phun. Dạ phun ạ. Tùy theo cái nấm bệnh, ví dụ như cái nấm mà bắc tê vàng này đối với cái cây sầu riêng á thì đầu tiên chúng ta phải phun hết tất cả cái thân và cái lá để cắt cái nguồn bệnh. Thứ hai là cái bệnh nó xì mù ở đây nhưng thực sự cái gốc của nó từ rễ. Cho nên chúng tôi phải khuyến cáo người nông dân chúng ta là sau khi quét bệnh xong phải phun tưới ướt rễ để chúng ta cắt luôn cái nguồn lây nhiễm. Cho nên cái quan trọng ngoài cái chất lượng ra, chúng ta phải dùng đúng kỹ thuật và đúng cái cách dùng nè. Vậy đối tượng khách hàng của mình là các farm? Đối tượng là các farm. Khách hàng của em cũng là những cái nhà đại lý, nhà phân phối. Một cái farm như vậy, giá trị sử dụng của họ cho một tháng hay một mùa hay một năm là bao nhiêu tiền? Một hectare sầu riêng trong một năm sử dụng phòng bệnh là 6 triệu và trị bệnh là khoảng 5 triệu. Cái này giá cả như nào so với các loại thuốc trừ sâu truyền thống? Rẻ hơn từ 30-40% ạ.
ngon mùa rẻ hơn. Bằng thôi. Dạ, dạ ngon mùa rẻ. Ngon mùa rẻ. Ngon mùa rẻ, dạ đúng dạ, rồi. Vâng ạ. Ví dụ như một cái sản phẩm mà cho xì mũ là sản phẩm này ở thị trường Việt Nam có một cái sản phẩm nhập khẩu là 340.000, trong khi sản phẩm chúng tôi chỉ bán còn 189.000 thôi, là giá bán lẻ tới người nông dân á. Như anh nói thì là cái này nó ngon bổ rẻ như thế mà lại thân thiện môi trường, an toàn như thế, sao sản phẩm này nó chưa bùng nổ ngay? Sản phẩm này của bạn nó có điểm yếu gì không? Em nghĩ là không phải điểm yếu nằm ở sản phẩm, mà điểm yếu là nằm ở chúng tôi. Khi chưa có những cái đường đi rõ ràng trong cách thức marketing. Về mặt kinh doanh đúng không? Nhưng mà kinh doanh thôi, đúng rồi. Tôi đang hỏi về sản phẩm thôi. Bây giờ về mặt sản phẩm khẳng định là không có ạ. Không điểm yếu. Dạ không có điểm yếu ạ. Đã vượt trội so với các thuốc trừ sâu. Dạ vâng ạ. Chúng tôi có những cái mà lại ngon bổ rẻ hơn mà lại an toàn hơn. Dạ ngon bổ rẻ và an toàn chỉ có một thứ này luôn. Hiện tại sản phẩm này chúng tôi đã đăng ký sáng chế và cải tiến sản phẩm. Thì từ cái sáng chế đầu tiên cho tới giờ chúng tôi đã ra cái version 12 là cái chúng tôi đang cầm ở đây. Thay vì bạn đi bán sản phẩm này, bạn đi bán công nghệ đấy cho thế giới, cho Hàn Quốc luôn thì bạn... Có một đối tác họ muốn mua cái sáng chế của chúng tôi thì người ta sẽ trả cho một khoản tiền và sau đó mỗi năm là 2% lợi nhuận. Nhưng mà sau một hồi cân nhắc chúng tôi quyết định là chúng tôi sẽ tự làm và vươn cái sản phẩm này ra. Nhưng mà cái sáng chế của anh cụ thể là gì? Chúng tôi dùng hai thứ, thứ nhất là một cái sản phẩm khác từ vỏ tôm là ketosan, thì nó sẽ tạo ra một cái màng bao bên ngoài. Thì ketosan là một cái gram âm, nấm bệnh là gram dương, nó sẽ liên kết với nhau để nó làm phá vỡ cấu trúc bề mặt. Cái thứ hai là cái hoạt chất cinnamin acetate chúng tôi chiết xuất ra từ vỏ quế, nó sẽ tấn công trực diện và phá vỡ cấu trúc bề mặt của các cái nấm và sâu bệnh. Thì chính vì vậy tại sao nó hiệu lực rất nhanh và mạnh, diệt 98% sau 90 phút đối với tuyến trùng. Trên thế giới mà về cái sáng chế thì chúng tôi nghiên cứu là thấy ở Mỹ nó có hai cái, ở Úc có một cái, chiết xuất ra cái hoạt chất cinnamin acetate này. Thì họ lấy ra thứ nhất là cái nồng độ nó thấp hơn, thứ hai chi phí nó cao hơn. It sounds too good. It sounds too good. It sounds like a sounds jackpot. Sounds too good. Sounds too good. It sounds too good to be honest. You know, like a jackpot. Nobody can do this like you. I would like to know a little bit more about your background. His background, he has agricultural products. And my background is in export. Mình là kỹ sư nông nghiệp. Cái điểm mạnh nhất của mình là nghiên cứu ứng dụng. Thì chúng tôi thứ nhất là làm sao để đưa cái sản phẩm đó ra thị trường. Tại vì từ phòng thí nghiệm mà để ra một cái sản phẩm pilot là khó. Rồi từ pilot mà để đi ra mô hình sản xuất công nghiệp thì lại là khó hơn. Who's the owner of the company? The owner, he's the majority shareholder. And I'm a minor shareholder. So two shareholder. Four shareholders actually. Four holder. So what is the cap table? 65%. I am 15% and two other people. Each has 10%. And the other two people, who is it? Who they are? The other two people, one is in market, one is in charge of marketing, and the other in charge of finance. Tổng sản lượng mình đã xuất khẩu được là bao nhiêu hả anh? Về chính ngạch thì một nhà đối tác là họ đã đăng ký ở lưu hành ở Thái Lan rồi. Thì dự kiến là cuối năm nay sẽ có giấy phép, tức là người ta mất gần 2 năm để đăng ký lưu hành ở Thái Lan. Thị trường thứ hai mà chúng tôi đã hiện diện ở Hàn Quốc á, đối tác của tôi là tiến sĩ nông nghiệp. Cái bắp cải làm kim chi á, nó có cái nỗi lo, thứ nhất là thối rễ, thứ hai là thối cái nọn. Thì tôi nói là tôi giải quyết được. Sau khi ông nhìn xong giải thích cơ chế và cách tác động thì ông đã mang thử về dùng trên cái farm trước và giới thiệu cho những cái người trong hiệp hội ở Ulsan và Busan. Giấy phép lưu hành của sản phẩm này tại Thái Lan khó lấy như vậy luôn á. Dạ đúng rồi. Lý do tại sao? Dạ vì họ có một số những cái quy định của họ thì phía đối tác đó họ xúc tiến. Ví dụ như cái sản phẩm này muốn vô Úc mất 3 năm ạ. Mình vô được Úc chưa? Dạ chưa, vào Úc là em mới đưa thử nghiệm thôi. Dạ, đưa cho cái farm họ thử nghiệm cây cà chua, họ đã thử nghiệm rồi, đã thành công rồi. Thì họ có giới thiệu cho mình một cái đối tác sẽ đưa cái sản phẩm này phân phối ở Melbourne. Why do you need a chart? Because everything, again, everything sounds perfect. Why are you here and why do you need any chart of us? I've previously mentioned this. We are very confident in our product. However, we understand that as a company and the way we operate, there are many weaknesses. And we would like your help in order to help us with operations and also to help us export the product to reach new market, to bring this product to the international market. That's the main reason why we are looking for your help today. Cái vốn đầu tư là 10 tỷ thì chúng tôi sẽ dùng là 3 tỷ để xây dựng cái đội ngũ sale làm cho kênh GT. Và bởi vì cái kênh GT nó sẽ tải từ 70-75% doanh số. Và cái thứ hai là chúng tôi sẽ dùng 3 tỷ để làm marketing, quảng bá cái thương hiệu sản phẩm Bắc Tê này cho người ở Việt Nam chúng ta biết.
Và ngoài ra là chúng tôi là dùng 1 tỷ để đăng ký cái sáng chế mới ở Mỹ. Mr. Tillman, do you think there's any potential for products in the Germany's agricultural market? I already talked to my colleague on the left side about pesticides in Germany. You know, the competition of the big players in the pesticide business is really strong, and I'm thinking always about conventional pesticides and organic pesticides. From the investment side, you have to say, yes, I have to make an offer, and moreover, also about the issue Australia, to export to Australia. So I know, because we know it from our food business, it's really tough to export to Australia. And if you get an approval to export from Vietnam to Australia, your organic pesticide, it is a good sign, you know? It's coming back again to my first sentence. It's too good to be true at the end. And I'm calculating everything. And, you know, I don't know if I want to say, from my heart side, I have to think, you know, it's too good to be true. À, hồi nãy mình nói là doanh thu của mình năm 2023 là 3.1 tỷ, đúng không? Yeah. 2024 dự toán là 6 tỷ. Dạ. Yeah. Là đến giờ là mình đã thực hiện được bao nhiêu rồi? 2023 là 3 tháng cuối năm, là khi chúng tôi vừa đưa launching sản phẩm ra vào tháng 10 thì là được 3,1 tỷ. Tuy nhiên cái sản lượng đó nó sẽ bán ra thì trong 2024, thì tới hôm nay là tổng hai cái cộng lại thì chúng tôi mới đạt khoảng 6,5 tỷ. Từ đầu đến giờ được 6,5 tỷ. Dự định là 2025 là doanh thu là 25 tỷ. Sao mà lên được 25 tỷ? Là vì trong năm vừa rồi chúng tôi đang xây dựng cái kênh phân phối, thì hiện tại chúng tôi đang có 8 nhà phân phối bán trực tiếp B2B2C, tại vì họ có sẵn cái hệ thống. Ví dụ có một nhà mua có 5.000 cửa hàng bán lẻ và cái đồ xe của nó tới 43 người, trong khi hiện tại chúng tôi mới bán có 50 cửa hàng thôi. Và cái thứ hai là chúng tôi xây dựng cái kênh GT trực tiếp bán của chúng tôi là xây dựng được 30 cửa hàng. I think here is the problem in the row of the sharks, that mainly all the brands said it's a good investment because the numbers and the story behind is good, but there must be something. It's too good to be true. What do you think the something is? What do you think the something is? I don't know, to be honest. Trong việc nghiên cứu khoa học thì thông thường có một cái khái niệm gọi là peer review, có nghĩa là mọi người sẽ phải có những cái nhà khoa học khác, những cái người nghiên cứu sinh khác, họ sẽ cùng đánh giá phản biện để xem là thực sự là cái suy nghĩ của mình hoặc là cái finding, cái sự tìm tòi của mình nó có thực sự là cái mình đang nghĩ hay không, hoặc là có những cái vấn đề khác mà mình chưa nhìn thấy hết. Thì cái công trình này của các anh đã có cái quá trình đấy chưa, và mình được đánh giá bởi peers, những cái người gọi là trong ngành hội đồng thẩm định là bao nhiêu người? Dạ có ạ. Thưa với sát như vậy, tức là để mà làm được cái đề tài cấp nhà nước á, chúng ta phải có 8 vòng. Cái vòng đầu tiên á, là hội đồng khoa học họ sẽ đánh giá là cái sản phẩm này có thực sự hiệu quả hay không. Hội đồng khoa học đó là toàn các giáo sư đầu ngành, ví dụ như giáo sư tiến sĩ viện trưởng Viện Nông nghiệp Việt Nam, rồi giáo sư tiến sĩ viện trưởng Viện Bảo vệ Thực vật Việt Nam, rồi cái sản phẩm em là có liên quan tới chiết xuất thì có phó giáo sư tiến sĩ viện phó viện dược liệu trung ương, rồi có cái phần liên quan tới các dung môi thì có viện hóa học. Như vậy tức là để mà được làm, chúng tôi qua 4 vòng bảo vệ khoa học, và sau khi được làm xong rồi mà để bảo vệ cuối cùng phải thêm 4 vòng nữa, và cũng đã được đăng lên cổng thông tin Bộ Khoa học Công nghệ Quốc gia. Sắc có thể vô gõ cái mã số đề tài của em là nó ra hết ạ. Thực sự các anh làm được cái việc này thì câu chuyện truyền thông cũng không khó, tôi có thể hoàn toàn hỗ trợ cho các anh. Dạ, bởi vì em nghĩ rằng là em rất cần các sát để của tôi. Vì là chú Hút Duy Chu chắc là phải rủi ro cao quá, chắc phải nhờ, phải chắc các sát nào máu thì rủ nhau đi cùng. Cho em hỏi là Shark là vốn đã có một cái background ở Mỹ một thời gian dài, không biết Shark có rành về ngành nông nghiệp Mỹ và Shark có nhìn thấy được cái cơ hội cho sản phẩm này đi vào thị trường Mỹ không ạ? Tôi học đại học là chuyên ngành kinh tế nông nghiệp. Kinh tế? Ở Đại học Sydney. Tôi có 3 chuyên ngành, thì trong đó là kinh tế nông nghiệp và 2 chuyên ngành kia là kinh tế và tài chính. Đấy, thì tôi đã học và nghiên cứu khá nhiều về những cái lĩnh vực liên quan đến sản xuất nông sản, thành ra tôi cũng có một chút hiểu biết
nhưng mà đương nhiên là không thể sâu về chuyên môn như các anh. Tôi chưa thể đánh giá được chính xác là liệu cái sản phẩm của mình nó có thực sự là toàn năng giống như các anh nói hay không. Vừa toàn năng mà lại còn rẻ nữa, nó hơi khó tin. Nhưng mà tôi cũng đang cân nhắc để có thể đưa một cái deal nó phù hợp với cái mức độ rủi ro của dự án. Tôi là một người đang rất nỗ lực trong cái việc là thúc đẩy thương mại hóa các sáng chế tại Việt Nam, tại các trường đại học, từ các giáo sư tiến sĩ và những người như bạn đang làm R&D. Bản thân bạn là một nhà khoa học đúng nghĩa, chính thống, cho nên là bạn đang loay hoay, team của bạn đang loay hoay cái việc phát triển thị trường. Do vậy bạn cần đến những người hỗ trợ như là các sát trong cái việc là network của mình, hoặc là xây dựng một cái chương trình tiếp cận thị trường đó chuyên nghiệp trong nước và nước ngoài. Do vậy Mi Nga cũng hy vọng rằng là các sát cùng nắm tay nhau hỗ trợ bạn ấy. Nãy giờ em đang tính deal solo. Có muốn các sát cùng tham gia hay là một deal một sát? Dạ đúng rồi ạ, nếu mà các sát tham gia được thì cực kỳ hay ạ. Ví dụ như sát Nga đây là về công nghệ và đăng ký sáng chế Go Global. Sát Minh có thể giúp chúng tôi về marketing, về thị trường Mỹ. Các Phi Vân thì nhường quyền thương hiệu, mở rộng hệ thống. Còn Sát Bình có thể giúp chúng tôi về kênh B2C ạ. Mặc dù tôi thì rất là khâm phục và support cái nỗ lực của sản phẩm người Việt Too Good To Be True vậy, nghe thì tôi rất thích, nhưng mà tôi lại không hiểu lĩnh vực. Thông thường với những cái deal như này thì tôi chọn cái vị thế là tham gia theo một sắc nào đấy, nếu mà sắc đồng ý rồi, còn nếu mà không thì tôi cũng sẽ không đầu tư. Xin mời Sắc Minh lead trước đi. Sắc Minh lead đi. Ha. 9 tỷ doanh số ra lợi nhuận là 2 tỷ 7 nhân với ở 9 lần thì là 24 tỷ. Cái khoản đầu tư của tôi sẽ chia thành nhiều cái khúc khác nhau. Tôi chỉ muốn bỏ vào trong giai đoạn này khoảng 2 tỷ để xác định xem là mọi thứ nó như thế nào và nó đi đến đâu. Và 4 tỷ khác tôi sẽ dùng các cái giá trị quy đổi khác, các cái in-kind, những cái giá trị khác mà tôi hoặc các nhà đầu tư khác nếu họ tham gia cùng vào. Tôi đề nghị là 25%. Trong giai đoạn này. Và 4 tỷ còn lại thì là tiền mặt, nhưng mà nó sẽ là khoản vay chuyển đổi, sẽ được đầu tư vào cuối năm 2025 khi mà cái bức tranh nó bắt đầu nó rõ ràng hơn. Thì đấy là một cái cấu trúc mà tôi cảm thấy là nó sẽ phù hợp và cân đối cho cái rủi ro và lợi ích trong cái giai đoạn này. Chúng tôi sẽ có cái trách nhiệm để chứng minh giá trị đấy cho các anh, và chúng ta sẽ có một cái đàm phán cụ thể trên từng cái hạng mục của những cái giá trị mà chúng tôi đưa lại. Cho phép em xin một phút là thảo luận với team được không ạ? Dạ vâng. Two men, would you be interested? Do you join? Maybe. Giữa tháng 9 chị bay sang Đức, chị sẽ làm việc với bên đối tác bên đó xem thế nào. So you're gonna follow the deal? Maybe. Let's just follow the deal. It's a small deal. Yeah, all of us. Em nghĩ là nên cứ quy đổi về tiền, thay vì Sát nói là tôi sẽ đóng góp thì 6 tỷ thì mình quy đổi về tiền luôn. Sát có nghĩ rằng là 6 tỷ 10%, còn 4 tỷ kia là vay chuyển đổi. Nếu mà các anh muốn tiền mặt nhiều hơn, tôi có thể điều chỉnh cho nó thành 50-50, nghĩa là 3 tỷ tiền mặt và 3 tỷ mình sẽ dùng các cái giá trị quy đổi. Là tương đương với khoảng bao nhiêu phần trăm thưa sát? Đây là lúc tôi phải quay về tham vấn với hội đồng của tôi. 20. 24. 20. Anh Bình thì 24 chứ. 20 thôi. Các sát chốt deal với các bạn là mang tinh thần hỗ trợ các bạn là chính. Tôi nghĩ là cái offer tốt nhất mà các Sharks có thể cùng đồng hành với các bạn theo cái cấu trúc mình vừa mới trao đổi đó là 3 tỷ tiền mặt, 3 tỷ quy đổi các giá trị khác, và với 6 tỷ tổng cộng như vậy chúng tôi muốn tại thời điểm này là 20%. Đấy là cái final offer của các Sharks. Còn lại thì 4 tỷ tiếp theo sẽ được giải ngân vào cuối năm 2025 theo hình thức vay chuyển đổi. Không biết Sắc Minh nghĩ là mình có thể gặp nhau ở giữa được không à? Bên em muốn 10%, bên các sát là 20% đúng không ạ? Thì mình cộng lại chia đôi, có thể mình gặp nhau đạt 15% cho số cổ phần mà các sát sẽ sở hữu được không ạ? Cái phần trăm của một cái miếng bánh to nó quan trọng hơn là mình giữ rất nhiều phần trăm của một cái bánh nhỏ. Nghĩ đến sự bùng nổ trong tương lai. Phải biết đồng ý rồi. Em nhìn cái...
cái okay, sự tầm dày mà em còn phải suy nghĩ nữa. Dạ vâng, thực ra là cái giá trị của năm sáng mà cùng tham gia cái điều này đối với em thực ra nó rất lớn hơn cả cái số tiền à. Tại vì có như vậy thì em mới đi nhanh được. Và đặc biệt là cái lợi thế của năm sát mà khi tham gia vô cái điều này thì cực kỳ tốt cho bọn em ạ. Thì không số tiền nào em nghĩ là có thể so sánh được đâu ạ. Cảm ơn sự đồng hành và cái sự ngỏ lời cắt sát rất là nhiều. Dạ, chúng em chốt ạ. Mr. Tillman, thank you very much. Thank you very much for your consideration. Thank you. Thank you for your time. We appreciate it a lot. Thank you. Much appreciation. Thank you. Congratulations. Yeah, thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Yeah. Yeah. Congratulations. Yeah, thank you. Sắc mặt rất là nhiều ạ. Yeah, em cảm ơn. Sắc mặt rất là nhiều ạ. Yeah, cảm ơn. Cảm ơn. QB thời hạn nhận ngày áo polo thời thượng trong mỗi thùng cùng cơ hội trúng 500 triệu tiền mặt. QB thời hạn nhận ngày áo polo thời thượng trong mỗi thùng cùng cơ hội trúng 500 triệu tiền mặt. Shark Tank Việt Nam thứ hai hàng tuần 20:30 trên kênh VTV3, 21:30 trên YouTube TV Hub.